Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 16 tháng 10, tại khu chung cư Linh Đàm có 2 xe ô tô chở Tết được điều đến cấp nước riêng cho người dân. Trong đó, xe Tết mang biển kiểm soát 29K76257 đổ trước sảnh tòa nhà bờ, còn xe mang biển kiểm soát 29K19281 đổ trong khu sân chung cư. Ngay sau khi hai xe này có mặt, một vài người dân xuống lấy nước của xe biển kiểm soát 29K76257 mang lên nhà. Bên cạnh đó, khá nhiều người dân cũng tập trung lấy nước tại xe biển kiểm soát 29K19281. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa lấy nước, một số người dân đã phát hiện nước từ xe biển kiểm soát 29K19281 có mùi tanh, nước không trong nên không nối tiếp lấy và đổ bỏ số nước vừa được bơm ra. Sau khi người dân không nối tiếp lấy nước, lái xe biển kiểm soát 29K19281 đã tấn công xe rời đi và chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29K76257 từ sảnh tòa nhà bờ đến theo địa điểm xe này. Người dân nối tiếp thử nước và phát hiện có mùi tanh, nước không trong nên không lấy. Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29K76257 nối tiếp quay lại sảnh tòa nhà bờ. Lúc này do có một vài người cảnh báo về độ trong và mùi của nước nên ít người lấy nước. Trao đổi với phóng viên, một người dân lấy nước cho biết, ngay khi nước từ vòi xả ra đã thấy có màu hơi đục. Tôi đưa lên ngửi thì thấy mùi tanh tanh nên không dám mang lên sử dụng mà đổ bỏ luôn dưới đó. Khi chúng tôi hỏi thì người lái xe nói có thể do trong tét có cặn nên mới như vậy. Chúng tôi nghi vấn đây là xe chở nước tưới cây chứ không phải xe chở nước, người dân này nói. Trao đổi với phóng viên, người lái chiếc xe 29K76257 cho biết, lấy nước tại nhà máy nước ở khu Pháp Vân Cầu theo văn bản của thành phố. Người lái xe này giải thích, có thể do xe chở nước vốn là xe tưới cây, nên còn tồn đọng lớp cặn ở dưới. Tiếp sau đó, người này nhận một cuộc máy tính bảng rồi lái xe rời đi, nói với bảo vệ tòa nhà bờ rằng, tấn công xe về lại chỗ nhà máy nước để xúc rửa lại xe rồi mai quay lại. Trao đổi với phóng viên vào chiều 16 tháng 10, một đại diện công ty nước sạch sẽ Hà Nội cho biết, sẽ kiểm tra lại thông tin về việc này. Theo vị đại diện công ty, toàn thể nước được đơn vị cung ứng riêng đến cho người dân là nước đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định chứ không có chuyện có mùi tanh, không trong. Trước đó, công ty nước sạch sẽ Hà Nội đã có thông báo về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà. Việc cung ứng này hoàn toàn riêng thời gian 24/24. Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15 tháng 10, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục đã khuyến cáo trong thời gian trước mắt, công ty đầu tư nước sạch sẽ sông Đà chưa xúc xả, thao được toàn thể hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp. Vì vậy, mọi người dân có sử dụng nước thuộc dùng do ty cổ phần Vicoco, ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch sẽ Hà Đông cung ứng, chỉ nên dùng để tắm giặt, không sử dụng để nấu nướng ăn, uống. Khi nấu nướng ăn, uống tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung ứng. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận. Chiếc xe tét cung ứng nước có mùi tanh. Nước được lấy từ xe tét 29K19281 có màu, không trong. Người dân đổ bỏ nước có mùi tanh. Người dân kiểm tra trong tét xe, thấy nước có nhiều cặn bẩn. Chỉ cần quẹt tay vào bên trong tét, cả cánh tay đã dính đầy chất bẩn.